Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với tin tức thời sự vừa được cập nhật của Báo Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, mới đây đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đoàn Văn Nam, 40 tuổi, chú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, để điều tra làm rõ hành vi giết người. Trước đó khoảng 18 giờ 30 phút ngày 8 tháng 9, Đoàn Việt Nam đi nhậu về thì gặp chị Nguyễn Thị Hoàng Thờ, 29 tuổi, chủ xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, là chủ quán nước mía trên đường Nguyễn Văn Huyền, phường Khuê Trung, đang đứng buôn bán cạnh nhà Nam. Do trước đó giữa chị Thờ và gia đình Nam có mâu thuẫn trong việc kinh doanh, buôn bán gần khu vực chợ Cẩm Lệ, nên Nam cầm một con dao sang quán chị Thờ để nói chuyện. Trong lúc lời qua tiếng lại thì cả hai xảy ra xô xát, Nam bất ngờ dùng dao đâm một nhát vào cổ bên phải của chị Thờ. Gây án xong, Nam quay về và vứt con dao vào quầy bán rau củ trước nhà của mình. Chị thờ sau đó được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường. Vụ án gây rúng động chợ Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Tiếp nhận tin báo, công an phường Khuê Trung đến hiện trường mời Nam về trụ sở để làm việc, đồng thời thu giữ con dao gây án. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, chị thờ bị đâm một nhát vào cổ xuyên từ phải qua trái, khiến đứt động mạch cảnh dẫn đến tử vong. Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ. Vừa qua, tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 4 bị cáo cùng chú huyện Tây Hòa, Phú Yên, gồm Châu Văn Truyền, sinh năm 1986, 3 năm 6 tháng tù về tội giết người và 1 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Cao Văn Nam, sinh năm 1986, 4 năm tù. Cao Trung Đông, sinh năm 1962, 2 năm 6 tháng tù và Lê Thị Út, sinh năm 1968, 2 năm tù treo cùng về tội giết người. Theo nội dung vụ án, Châu Văn Truyền và các bị cáo trên là hàng xóm của nhau khoảng 11 giờ 30 phút ngày 23 tháng 7 năm 2023, do nghi ngờ nhà Đông bắt trộm đánh thuốc làm chó gà của nhà mình chết, nên truyền chửi, đe dọa giết cả nhà ông Đông. Bị chửi, ông Đông thách thức, mày vào nhà chứ ra đây tao chém chết. Ngay vậy, truyền vào nhà lấy con dao đến trước nhà Đông, thì Nam, con ruột Đông, cầm dao tự chế đi đến chém một cái, trúng vào tay truyền, làm lưỡi dao bị gãy. Truyền cầm dao đâm liên tiếp nhiều cái vào ngực, tay Nam. Thầy Nam la lớn, ba ơi, chết con ông ba ơi. Ông Đông cầm một cây tre cố gắn lưỡi liềm lao từ đánh truyền. Ông Đông cầm một cây tre dùng móc lồng chim cố gắn lưỡi liềm bằng kim loại từ trong nhà chạy ra đánh truyền. Lúc này Út em vợ Đông cầm cây mác tự chế từ trong nhà chạy ra để hỗ trợ. Lúc này Nam lấy cây mác trên tay Út rồi cùng Đông xông vào tấn công truyền. Còn Đông bị truyền đâm trúng vào cánh tay trái. Nam cầm cây mác chém vào đầu truyền làm truyền bị ngã xuống ruộng. Hậu quả truyền bị thương tích 37%, Nam bị thương tích 24%, đồng bị thương tích 12%. Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo ăn năn hối hận, đã bồi thường phần dân sự xong và có đơn xin giảm nhẹ cho các bị cáo. Truyền vợ út là người khuyết tật, truyền bị hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Châu Văn Truyền 3 năm 6 tháng tù về tội giết người và 1 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Cao Văn Nam 4 năm tù, Cao Trung Đông 2 năm 6 tháng tù cùng về tội giết người. Lê Thị Út 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội giết người. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Quốc Việt, sinh năm 1994 ở Quảng Trị về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo buộc, công ty GoTech do Việt và vợ là Nguyễn Thị Thu Hát thành lập, ngành nghề kinh doanh lắp đặt camera giám sát. Công ty của vợ chồng Việt là đối tác làm ăn lâu năm với công ty cổ phần Vũ Hoàng, hai công ty đã nhiều lần ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa và thanh toán tiền hàng đầy đủ đúng hạn, không phát sinh mâu thuẫn tranh chấp khoảng tháng 5 năm 2023, do kinh doanh bất động sản bị thua lỗ, cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân, lợi dụng uy tín làm ăn giữa hai công ty, Việt đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tác. Ngày 19 và 21 tháng 6 năm 2023, Nguyễn Quốc Việt đã dùng thủ đoạn gian dối để công ty cổ phần Vũ Hoàng Tiên tưởng bán cho bị can 1.200 camera giám sát có tổng giá trị là hơn 522 triệu đồng. Sau khi nhận hàng, Việt không trả tiền cho đối tác mà chiếm đoạt số camera giám sát nói trên đem bán cho hai đối tác khác với giá hơn 454 triệu đồng để lấy tiền chi tiêu cá nhân. Sau khi công ty cổ phần Vũ Hoàng nhiều lần đòi tiền, Việt đã chuyển khoản 100 triệu đồng. Cơ quan điều tra còn làm rõ, dù không có camera để bán, nhưng Việt đã đưa ra thông tin gian dối với anh Phan Văn Công và Phan Văn Giới rằng bị can có lô hàng 690 chiếc camera giám sát giá tốt. Việt yêu cầu khách hàng chuyển khoản đặt cọc trước 80% tiền hàng. Sau khi nhận cọc số tiền hơn 234 triệu đồng của hai vị khách, Việt đã chiếm đoạt số tiền trên và chi tiêu hết. Cáo trạng xác định, bị can Nguyễn Quốc Việt đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 757 triệu đồng, đã khắc phục 100 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra Việt khai, do kinh doanh bất động sản thua lỗ, mất khả năng trả nợ, bị các chủ nợ tìm uy hiếp nên Việt đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của các bị hại. Số tiền chiếm đoạt được Việt đã trả nợ cho các chủ nợ không quen biết ngoài xã hội. Trước khi bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với cáo buộc như trên, vào ngày 21 tháng 5 năm 2024, Tòa án Nhân dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng xử phạt Việt mức án 3 năm 6 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản và 4 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ vụ án, với ngành nghề kinh doanh, lắp đặt camera giám sát, công ty của vợ chồng Việt có trụ sở tại Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Cuối năm 2022, Việt được giao lắp 6 camera an ninh kèm theo đầu ghi tại nhà chị Hát ở Đà Nẵng. Quá trình lắp đặt, Việt vừa cài đặt tài khoản camera cho chị Hát, vừa cài đặt tài khoản camera vào điện thoại của mình để quản lý. Thời điểm tháng 9 năm 2023, Việt vay nợ nhiều người và mất khả năng trả nợ. Đối tượng này sinh ý định đăng nhập vào các tài khoản camera đã lắp đặt trước đó cho khách để tìm hình ảnh clip nhạy cảm của khách rồi nhắn tin đe dọa tống tiền khách hàng. Việt truy cập vào tài khoản, ghi lại clip nhạy cảm của chị Hát, lưu lại trong điện thoại rồi gọi điện cho chị Hát, thông báo cho nạn nhân biết mình đang giữ hai clip nhạy cảm của chị. Nguyễn Quốc Việt yêu cầu chị Hát phải chuyển 130 triệu đồng thì mới xóa clip nhạy cảm nói trên. Chị Hát thương lượng giảm giá xuống còn 110 triệu đồng và được việc chấp nhận. Sau đó chị đã đến công an trình báo sự việc. Ngoài ra còn có người bị hại ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi đã gửi đơn tố Việt lừa đảo, chiếm đoạt 4 chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max trị giá hơn 45 triệu đồng và 11 điện thoại iPhone các loại trị giá hơn 50 triệu đồng cùng 40 triệu đồng tiền mặt. Liên quan đến các vụ tống tiền bằng clip nhạy cảm, sáng ngày 9 tháng 9, thông tin từ công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng có hành vi đe dọa, uy hiếp tinh thần người yêu cũ để chiếm đoạt tài sản. Đối tượng bị tạm giữ là Lê Viết Hoàng Hiếu, sinh năm 2001, chú thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc. Thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, năm 2016, giữa chị NTN, sinh năm 2000, và Hiếu từng có quan hệ yêu đương. Trong thời gian yêu nhau, Hiếu quay lại clip nhạy cảm giữa hai người. Một thời gian sau đó, Hiếu và chị N chia tay. Thời gian gần đây, Hiếu dùng tài khoản Facebook cá nhân nhắn tin cho chị N, đe dọa sẽ tung clip nhạy cảm mà đối tượng đã quay cho mọi người xem chị N lo sợ ảnh hưởng đến bản thân và gia đình nên xin thương lượng gửi tiền cho Hiếu để xóa clip và được đối tượng này đồng ý. Chị N đã hẹn gặp Hiếu và đưa 10 triệu đồng cho người yêu cũ. Sau khi đưa tiền, chị N lo sợ Hiếu tiếp tục dùng clip nhạy cảm để đe dọa nên làm đơn tố cáo gửi đến công an huyện Phú Lộc. Tại cơ quan công an, Hiếu đã thừa nhận hành vi của mình.